3 tháng 1 nCoV đi vào Việt Nam. Bên tần tàu kia qua ngàn dặm xa lấy nhiễm nhiều nơi. Kinh tế trượt sâu tháng ngày buồn, quán vắng hàng ăn khách giảm dần. Du lịch dường như cũng đóng băng, cuộc sống nước Việt đảo điên từng ngày. Gắng sức đồng lòng ta hãy cùng nhau gắng để vượt qua. Không tụ tập đông ta phải rửa tay nước ấm thường xuyên. Nên nhớ khẩu trang ra khỏi nhà, khai báo phải sao cho thật lòng. Đi về vùng nguy nên cách ly, kéo lấy bố mẹ kéo lấy. Để không muộn phiền, mong sao qua mau để đến một ngày như là xưa kia. Hà Nội phồn vinh nhộn nhịp người qua, tôi đưa em qua những nơi từng hứa. Được nhìn trên môi tươi nét duyên em, đại dịch đầy lùi tôi đón em về. Gắng sức một lòng ta phải cảm ơn khi ở ngoài kia. Anh bộ đội khuya mưa dầm trực đêm giữ vững vùng biên. Bác sĩ ngày đêm lo bệnh tình, mong ngóng làm sao nhanh khỏi bệnh. Cho ngày dịch hết đến sớm hơn, bình yên tháng ngày để ai cũng. Trực đêm giữ vững